Tiếp tục hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy anh một cây cưa xăng giá rẻ nha, thương hiệu của Makita, mã số là 3640, hàng được sản xuất tại Nhật nha. Ma đề xe băng, tem nó đóng minh lốc ở trong đây nè mấy anh. Đây, ma đề xe băng. Rồi con này là nồi đồng cối đá nha. Đó, cả bộ lam xích là 5kg, công suất 36cc, nồng bài bê tông là 39 ly ha. Máy lốc nhôm nguyên khối hết luôn, cực kỳ bền bỉ cho dòng này ha. Lốc nhôm nè nhưng mà bình xăng nhựa nha, nên mấy anh sẽ không sợ tình trạng là sôi xăng này kia nha. Lốc nhôm là cực kỳ bền bỉ cho cái dòng này, bao trâu bò mà 39 ly để mà anh sử dụng gia đình là rất là khỏe rồi. Đó, sử dụng rất là khỏe. Máy thiết kế hai ốc lam ha, rất là chắc chắn luôn, thương hiệu của Nhật. Dòng này là vừa rẻ vừa khỏe vừa bền. Đó, lam xích em này là lam riêng theo máy, là dài 40cm nha, lam nhông nè, Makita, chạy chân xích 25, xích còn rất là dày luôn. Đó, về chỉ việc mấy anh đổ xăng pha nhớt vào là sử dụng ha. Máy bao rin, bao nổ, đã test ok hết rồi. Dòng này nổ rất là bốc luôn, lì máy lắm. Dòng này tua máy chậm thì nó rất là lì máy ha. Rồi đi kèm theo máy là một bộ phụ kiện 3 món giùm em. Đó, anh nào có nhu cầu sử dụng thì cứ gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Bên em ship hàng toàn quốc nha. Khi mấy anh gọi điện thoại hoặc là nhắn tin, mấy anh nhớ đọc mã số máy giùm em. Con này là mã số là 3640 nha. Rồi em cảm ơn.